cái thứ tình thương hại là một trong những cái rất sỉ nhục. Cho nên phụ nữ của chúng ta mà khi mà để cho chồng thương hại rồi là mình tự sỉ nhục mình. Đừng bao giờ để người đàn ông thương hại mình, mà phải tôn trọng mình, thương yêu mình, thấy được giá trị sống của mình. Chứ còn mà đàn ông mà khi mà đã thương hại rồi là họ đối xử với mình bằng một cái sự thương hại rồi thì đau đớn lắm. Cho nên là nó thật sự, nếu mà chị em phụ nữ tỉnh táo mới nhận ra một điều á, ở trong cuộc sống nó cần cái gì? Cần sự công bằng, nó cần sự nỗ lực của từ chị em phụ nữ. Chúng ta phải nỗ lực hết sức mình để giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình. Nếu không chồng mình thương hại mình là cái hôn nhân đó mình thất bại rồi đó. Chắc chắn một điều, chồng mình mà thương hại mình là mình thất bại, và chồng mình sẽ đi tìm một cái tình yêu mãnh liệt khác với người phụ nữ khác. Nhưng mà chỉ có yêu không mà không có thương thì tình yêu cũng sẽ ra đi. Bởi vì cái mãnh liệt bao giờ nó cũng gọi mời, nó kêu rất là, nó kêu gọi mình là cái tình yêu. Còn tình thương á, nó rất là đầm, rất là điều, và nó là mãi mãi. Nó là một trong những cái ranh giới đau khổ vô cùng. Nhưng tình yêu á, có thể hôm nay yêu người này, ngày mai yêu người khác, vì cái tình yêu bao giờ nó cũng rất là mạnh mẽ, nó ma lực, nó hấp dẫn ghê gớm lắm, người ta gọi là tình yêu. Còn tình thương nó cứ điều, nó cân bằng điều. Nhưng mà bao giờ người ta sống người ta cũng đi tìm tình yêu. Khi người ta có tình yêu, người ta có sức mạnh vô biên, người ta vượt qua bất chấp mọi thứ trên đời này để người ta đạt đến tình yêu. Còn tình thương nó cứ điều, nó rong rã là tình nghĩa, là tình người. Đó là những thứ tình nó còn lại. Tình yêu nó rất mãnh liệt và nó sẽ ra đi. Tôi khẳng định với tất cả mọi người, tình yêu là một trong những thứ tình mà giết chết con người ta mãnh liệt nhất, tàn nhẫn nhất mà hạnh phúc nhất.